Tôi có đọc một cái cái bài nói chuyện ngắn của một vị bác sĩ người Đài Loan. Ông cũng được một cái người khác hỏi ông một câu là như thầy: "Thưa bác sĩ, chết là cái gì vậy?" À, bởi vì ông là một trong những người mà gọi là bên ngành mà gọi là giải phẫu và làm mọi thứ về chữa trị bệnh nhân mà ông đã tự nói rằng ông đã chứng kiến người chết là nhiều vô số. Cho nên người ta mới hỏi ông cái câu là "Chết là gì vậy?" như vậy tôi, tôi hỏi với các vị đây chết là gì vậy hả thầy hỏi chú chết là gì vậy hả à chết là hết thở à, chú trả lời đơn giản như vậy còn ai có ý trả lời nào khác nữa không thầy mời cô ngồi bàn đầu này nè quạt quạt đó đấy cô đấy nhìn đây à, cô mặc giặt mẻ đó dạ chết là hết Ồ oh, người Phật tử mà nói câu này là nguy hiểm đó nha. <laughs> nguy hiểm á. Cô có cảm thấy rằng á cô sẽ chết không? Không. À chứ còn cô cảm nhận như thế nào? Sống mãi. Hả? À, cô cảm thấy cô sẽ sống mãi. Không luôn. Ờ à, ơn trên rước hay là Phật rước? Phật nào? <laughs> Thầy cảm ơn cô không làm cô khó xử <laughs> Xin thưa các vị Bác sĩ không phải trả lời như chúng ta nãy giờ nói Phải nói rằng vì ông cũng là người trầm tư về điều này Cho nên ông trả lời một câu là Vậy chứ anh nghĩ thế nào là thật sự sống Câu trả lời của anh như vậy Bởi vì tất cả mọi người sao Mọi người thì sao mọi người đều phải chết cho nên bác sĩ không thể trả lời được chết là sao ông hỏi là vậy chứ ông cảm thấy thế nào à, về cái mà thật sự gọi là sống bởi vì không ai thật sự sống hết trơn á trên cuộc đời này là như vậy tất cả mọi người đều phải chết như vậy sống chết như một quy luật mà tại sao nhiều người lại trăn trở nếu chúng ta không có một cái, cái niềm tin hay là không có một triết lý trước đó thì cái sự trăn trở chỉ là một dấu hỏi muôn đời Chúng ta không có câu trả lời Và cho có những người cứ nói một cách rất là nói 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 đại đó Chết là hết Và nhiều người không mong nghĩ rằng là nó sẽ có sự tái sinh Người ta cứ cho là chết là kết thúc cuộc đời Và xin thưa các vị Quan niệm này trong Phật giáo gọi là Tà kiến mà đoạn kiến Tức là nhìn về cái vấn đề là không nhìn thấu đáo được tất cả các vấn đề. Nếu cho chết là hết, xã hội chúng ta sẽ loạn. Và nếu cho chết là hết, thì vô tình không khéo chúng ta sẽ đẩy con người đi vào trong một tội ác im đềm. Tức là tự cho như vậy và chúng ta sẽ tự dấn thân vào tất cả những cái lãnh vực vượt qua mọi thứ rào cản về đạo đức hay là các giá trị tốt đẹp của cuộc đời. Chúng ta sẽ dẫm nát hết lên tất cả những thứ đó, bởi vì mọi thứ đều vô nghĩa. Nếu trên cuộc đời này chết là hết Thì không cần đạo đức, không cần lễ nghĩa Không cần giác ngộ, không cần tu tập, không cần hiếu thảo Không cần sống tốt lợi ích trong cuộc đời Tất cả các thứ đó quăng vào sọt rác Trên cuộc đời này chết là hết Chỉ cần bươn chải để sống với chính bản thân mình bằng mọi thủ đoạn Bằng mọi hành động ác độc, bằng mọi sự gian trá Mà trong khả năng con người có được, chúng ta cứ cài mệt mà, mà mà sống Xin thưa các vị như vậy, và như vậy cũng không cần thầy tu Cũng không cần tu tập để làm gì Vì đó là những người ngu ngốc nhất trên cuộc đời Tôi chỉ gợi ý cho các vị vậy thôi Vừa rồi khi tôi đi sang Úc Tôi có buổi nói chuyện với Cộng đồng chúng ta trên nhiều tiểu bang nước Úc Khoảng 5 tiểu bang Thì xin thưa các vị Có một câu hỏi mà đúng ra Nếu mà tôi trả lời đối đáp á, Thì cũng được Nhưng mà mình thấy nó hơi chạnh lòng bởi vì cái người hỏi tôi Là một đứa trẻ Khoảng 20-22 tuổi thôi Một cô bé gái khoảng tường tuổi đó Nếu mà một người hỏi tôi là một người lớn tuổi Tôi sẽ nói khác đi Hỏi tôi một câu như thế này Là thưa thầy Sinh ra trên cuộc đời này để làm gì vậy Các vị thấy câu hỏi này không Tôi phải nói rằng khi nghe một câu hỏi đó Tôi cảm thấy rất thương cho thế hệ trẻ Đang là bị mất phương hướng về cuộc sống một thế hệ trẻ Sống trong một cái xã hội phát triển văn minh Và sự thật rằng Chính cái văn minh đó Mà bám vào tất cả các phương tiện khoa học Kỹ thuật hay là tất cả những cái công nghệ vân vân Để sử dụng, để chơi, để xài, để hưởng thụ, để học tập Và những con người này nó trở thành những con người mái Và cái đầu óc nó trở nên một cái gì đó Sơ cứng, vô cảm xúc vô tình trở nên cảm thấy rằng cuộc sống này bị hoang mang giữa một xã hội không biết sống để làm gì phải nói là câu hỏi của một bộ phận giới trẻ không nhỏ đang là rơi vào tình trạng đó khủng hoảng về cái niềm tin cho cuộc sống hay là cho tương lai cho mọi thứ và như vậy trên cuộc đời này con người sống để làm gì phải nói một câu hỏi rất là là đáng thương và người lớn nếu nghe câu hỏi này phải nhìn lại cái cách dạy dỗ chúng ta về tất cả những thế hệ tương lai phải làm sao giúp nó trở thành một cái con người thật sự có cảm xúc về thần kinh của con người cho đừng vô tình biến thành những cái máy di động lãnh cảm vô tình không nhận thức được tất cả mọi thứ thành bại được mất mọi thứ xung quanh và chính bản thân nó cũng đánh mất bản thân và đánh mất cái lý tưởng và suy nghĩ về niềm tin trong cuộc đời của chính bản thân nó cho nên cuối cùng nó phải đặt một câu hỏi với tôi như vậy khi đặt lên câu hỏi là tôi cảm thấy rằng nó là đại diện cho một bộ phận không nhỏ của giới trẻ đang là và vì vậy nếu một người lớn hỏi tôi tôi sẽ trả lời khác nếu một người lớn hỏi tôi là sinh ra trên cuộc đời để làm gì vậy các vị nghĩ tôi sẽ trả lời sao ai trả lời thế tôi hả mời các vị trả lời thế tôi hả thầy nghĩ thầy biết chứ sao thầy hỏi người ta không phải không đâu có tha tâm thông đâu mà hiểu đúng không nhưng mà tôi nghĩ các vị sẽ hiểu nếu một người lớn hỏi tôi tôi sẽ trả lời là sinh ra trên cuộc đời để làm gì vậy thì tôi nói là sinh ra để chết chứ làm gì à. nếu cái đó gọi là đối đáp nhưng mà một đứa trẻ tôi không nỡ vì tôi hiểu cái nỗi lòng của nó nó không phải hỏi tôi một câu bằng mang cái cách là nó thách đố về một cái điều gì hay là nó nó muốn chọc tôi cái gì đó Nó không phải là như vậy Mà câu hỏi tôi biết Khi hỏi ra là hiểu được nỗi lòng và tâm trạng của nó Mất phương hướng vào cuộc sống của xã hội đang là Vì hiểu được điều đó tôi mới nói rằng Con à Trước hết sinh ra trong cuộc đời để sống chứ làm gì Còn sống thiện, sống ác, sống tốt, sống xấu Sống hay, sống dở thế nào Đó là tùy kỹ năng sống của mọi người Cái đây là tôi giải thích Khi nó là đứa trẻ tôi không mang cái nghĩa triết lý đối đáp, mang cái nghĩa về chân lý hay quy luật gì cả mà mang một cái tình của một người thầy hay một người mà nó đặt niềm tin để nó hỏi câu đó. Và nếu mà phân tích sâu hơn thì vô vàng thứ để nói, trước hết tôi mở lối cho nó chứ tôi nói sanh ra để chết làm gì nó đi nó mua thuốc uống nó tự tử chết tôi à? Cái này gia đình nó gọi cảnh sát liền đó. Đó, có phải không? Nếu mà tôi nói như vậy là không khéo tôi sẽ đẩy nó đi vào đường cùng. Nếu tôi trả lời theo dạng mà đối đáp á Sinh ra cuộc đời để chết chứ làm gì Cơ bản là vậy Sinh ra để chờ chết thôi Bằng cách nào chúng ta cũng phải đợi chết thôi Còn chết bao nhiêu tuổi đó là chuyện của chúng ta Ai rồi cũng phải chết Đó là một quy luật mà à. Nhưng mà nếu tôi nói rằng Sinh ra trên cuộc đời để chết chứ làm gì Thì tôi trả lời vậy Rất có thể rằng nó sẽ tự tử đó Bởi vì có những người mất phương hướng vào cuộc sống Họ sẽ Túng quẩn trong suy nghĩ Đi vào đường cùng trong tư duy Và rất có khả năng là họ họ chết có rất nhiều nhiều những cái ngôi sao nổi tiếng hay là những diễn viên điện ảnh nổi tiếng hay là những người nổi tiếng trên thế giới các vị nghe đùng cái tự tử chết không tại sao như vậy trong khi cuộc sống của họ là cao hơn mình rất nhiều từ danh tiếng đến nhu cầu cho đến tất cả các mối quan hệ họ có điều kiện như vậy tại sao họ tự tử họ tự tử cũng vì họ mất phương hướng trong cuộc sống họ bị áp lực bởi những cái cái giá trị tinh thần không có Để mà làm nơi nương tựa cho họ Cuối cùng dồn họ đến một con đường là Tự tử Đó là giải pháp cuối cùng để giải quyết các vấn đề Bế tắc trong tinh thần Của của chính bản thân người đã